Nào, cho thầy biết công thức chung nào. Dương có biết không? Công thức chung của este, no, đơn chức, mạch thở. Công thức chung là gì? Ở CN, H2N, O2 đúng rồi. Đấy, cái này công thức này thì dạy rồi đúng không? Bây giờ viết phương trình đốt cháy ra thôi. Cộng với O2 tạo thành cái gì? CO2 cộng HCO, các em cân bằng không thầy nào? Ở đây là N, đây là thêm gì vào? Đây là NC, thì CO2 cân bằng thế nào nhỉ? N, đúng rồi. Đây là 2N, chia 2 là cái gì? N. Bây giờ các em mới cân bằng oxy cho thầy, các em đếm nhá. N nhân 2 là được gì? 2N, N nhân 1, N, 2N cộng N là ra 3N. 3N nhưng các em phải trừ đi 2 ở đây. Xong được bao nhiêu các em chia 2 ở đây? Vậy thì 3N trừ 2 trên 2. Đó. Đề bài yêu nó ra này. Đốt cháy hoàn toàn một ethanol đơn chức thì số mol CO2 sinh ra bằng số mol oxy. Đấy, mol CO2 bằng mol oxy. Mol bằng nhau tức là hệ số bằng nhau. Đấy, mol CO2 N, mol oxy là 3N trừ 2 trên 2. Vậy từ đó ta mới suy ra mol CO2 này bằng mol oxy. Từ đó các em suy ra cho thầy là N sẽ bằng 3N trừ 2 trên 2. Bây giờ các em bấm máy bằng ship xôn đấy. Các em giải nhanh nha, xem tìm được N thôi. Đâu, nó vẫn bình thường ấy, hôm nay nó hơi nóng. Em ra ngoài xem. Em ra ngoài nóng sao không được như trong ngày đâu. Ra N bao nhiêu? Đấy, suy ra N bằng 2. N bằng 2 thì các em cho đáp án ra rồi. N bằng 2. Bây giờ ta chọn đáp án methyl format là CHCO CH3. N bằng 2 đúng không? N bằng 2. Vậy chọn đáp án A. Thực ra thì công thức này nó phải là methyl format mới đúng. Thế còn formiat là cái cách đọc cũ. Cách đọc cũ chứ bây giờ mới là methyl format. B. B là ethyl acetate. Ethyl acetate thì nó là 4C cơ. Đấy, N 4. C. N propyl acetate. Đây, này N nó bằng 5. D. Methyl acetate. N 3. Đấy, vậy thì các em biết chọn đáp án là đáp án A rồi.